Đẹp quá ha các bạn, mình mới mở hai cửa lên thử. Quá trời đẹp luôn. Siêu ngầu luôn. Nè. Đã thiệt. Hay. Hello, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Thì hiện tại mình đang ở dealer xe McLaren ha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi những em McLaren ở Mỹ xe mới như thế nào ha. McLaren. Sẽ đi vô trong coi. Ở đây có em 720S Spider ha các bạn, năm 2021 ha. Đó, chiếc xe nhìn rất là đẹp luôn, xe mua trần nha các bạn. Mình lại coi cái động cơ nó như thế nào nha các bạn. Động cơ em này là 4.0 lít 8 máy ha các bạn, 710 horsepower ha. Đó, động cơ rất là mạnh. Để coi giá em này là bao nhiêu nha. Okay, giá em này là 347.790 đô nha các bạn. Em này tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng 2,9 giây ha các bạn. Rất là nhanh ha. Bánh mâm xe ở phía trước là 19 inch, ở phía sau là 20 inch ha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lại cho các bạn coi cái mâm nó sao nha. Đó, mâm rất là đẹp ha các bạn. Mâm trước là 19 inch ha, ở phía sau là 20 inch. Sau nó bự hơn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vòng quanh em nó cho các bạn coi ha. Nhìn cái body rất là đẹp ha các bạn. Bên sau là 20 inch ha. Cho các bạn coi ở trong nha. Ồ, đẹp quá. Cái cần số nó chạy dọc lên như là cầu thang các bạn. Da lộn ha các bạn. Là bằng da lộn ha. Nó đẹp. Cái này hút gió bự. Gió bự. Nội xe em này rất là ngầu ha các bạn. Nè. Ngầu ghê luôn. Quá đẹp. Này carbon luôn. 2021 à. Cái phần này đã quá. Ở đây nó có chiếc màu vàng giống như trong đây là 720S không các bạn. Màu vàng đẹp quá. Yeah, đẹp quá.
này là bằng da, không phải da lộn, chứ bên kia là da lộn các bạn. Em này da thường. Coi giá em này sao, cũng là 2021 luôn các bạn. McLaren 720 Spider giá nó là 367.060 đô. Nghe nhìn cái đầu xe nó quá đẹp. Nè, đẹp quá. Coi bánh mâm xe em này là 19 anh luôn. Bánh xe 19 anh thôi các bạn. Đây ha. Này màu vàng nó đẹp quá. Mình rất là thích cái xe siêu xe mà màu vàng, nhìn nó đẹp. Ok, mình sẽ mở vô coi em ngồi trong em này thử. Nó có cái nút ở chỗ này ha, mở cửa nó phía này ha các bạn, bấm lên cái nghịch lên. Oh yeah, đẹp quá. Nè, McLaren 720S ha, để vô ngồi thử đi. Ok, đẹp quá. Này là carbon đó ha, sạc carbon ha. Đây, mình mới vừa ngồi vô em này ha, nó rất là thấp mà ngồi cũng ok các bạn. Này là sạc carbon ha. Rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên được chạm vô lăng của em này. Còn mấy cái cần số nó vui quá. Nó giống như cầu thang lên các bạn. Ủa sao cái này nó có mở được máy lạnh luôn rồi. Xe này nó đang unlock để mở được máy lạnh luôn các bạn. Có cái gió ra luôn. Để coi cái màn hình nó có quá không. Màn hình nó không quá. Ở đây nó có cái nút để mình đóng cái đóng cửa sổ trời lại ha các bạn. Đây ha. Đây cái chế độ lái rồi ở đây ha. Nó làm như bậc cầu thang lên. Đây là sạc carbon ha các bạn. Đó. Làm màn hình cũng nhỏ. Cái chế độ lái này kia ở đây ha. Nút khởi động là ở đây. Để mình coi cái này nó có ghi động cơ nó là 8 máy ha, 4.0 lít. Ngồi đã quá. Rất là đẹp luôn. Sạc carbon. Này nó có hai cái rãy chuyển số rất là bự phía sau các bạn. Đây màn hình cho em nó đây. Hơi bé ha, nhỏ. Đây nữa. Nhỏ gọn ha. Này nó không có key, nó không work bạn ơi. Mình phải có chìa khóa mới được.
Rồi đây tự động úp xuống rồi. Đây bây giờ mình sẽ mở cửa em này ra. Vậy ha, dỡ lên. Đó. Ngầu không? Để mình mở hai cánh cửa lên luôn. Dạ. Đẹp quá ha các bạn. Mình mới mở hai cửa lên thử. Quá trời đẹp luôn. Siêu ngầu luôn. Nè. Đã thiệt. Đây. Để quay cho bạn vòng luôn. Để đóng cửa lại. Rồi mình sẽ đóng cửa lại các bạn. Ồ, im ra. Em này đã quá. Cái đầu nó rất là ngầu luôn ha. Ở đây nó có thêm một em nữa cũng 720S luôn các bạn. Spider luôn ha. Chiếc này màu màu xám xanh. Cái này bánh mâm nó khác ha. Nãy giờ hai chiếc ba chiếc là nó khác hết. Nó kiểu giống nhau ha. Mâm này 20 inch thôi các bạn. Mâm này bự hơn chút. Trong nó cũng vậy, nhưng mà cái này là ở trong nó da lộn các bạn. Da lộn. Coi giá em này coi. 356.880 đô. Ở đây có em màu cam nữa các bạn. Cái này cũng là 720S các bạn. Chiếc này như có người mua rồi. Ồ, này cái màu cam cũng đẹp quá. Này cũng là 720S Spider các bạn. 369.950 đô. Khi mà nó đóng lại nó sẽ giống vậy ha. Nó đóng lại vậy đẹp quá. Mui trần xong rồi đóng lại vậy đẹp quá ha. Đóng như là xe bình thường nha. Này là mui cứng ha. Quá đẹp. Bánh mâm em này 19 inch ha. Bánh mâm xe em này 19 inch ha các bạn. Chiếc này có người mua rồi. Nhìn đã quá. Rồi sao nó để chỉ là 720S không? Trong đây nó để 720S không các bạn? Đã
đó nè. Ở đây có em Senna GTR các bạn. McLaren Senna GTR 2000. Chiếc này là 2020 ha. Mình thấy nó để giá trên website là khoảng 1,7 triệu đô nha các bạn. Thì em này chỉ có 75 chiếc. Sản xuất tối đa là chỉ có 75 chiếc ha. Em này số 28 ha. Giới hạn là 75 chiếc. Ồ, nhìn cái body nó đẹp quá ha các bạn. 1,7 triệu đô. Rồi nhìn cái cánh nước gió. Chà bá lửa luôn. Rất là đẹp ha các bạn. Đầu xe em này nhìn rất là ngầu ha các bạn. Rất là nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon ha các bạn. Đó. Thì động cơ của em này là 4.0 lít 8 máy ha. Có turbo 814 horsepower. Tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng khoảng 2,8 giây ha. Đó. Body nó toàn là sợi carbon nha các bạn, rất là nhẹ. Senna ha, GTR. Em này là số 28 ha các bạn. Giới hạn chỉ có 75 chiếc ha trên toàn thế giới. Oh man, nhìn sợi carbon không à. Ở phía đây nữa, ở phía trên này cũng là sợi carbon, cái hút gió rất là bự ha các bạn. Hút gió rất là bự, to bự luôn. Nghĩa là sợi carbon không. Mình chưa thấy chiếc này, mới thấy lần đầu luôn các bạn. Cái body nữa. Rồi. Bánh mâm xe em này ở phía trước là 19 inch, ở phía sau là 20 inch ha các bạn. Chiếc này là chạy được 298 km rồi các bạn. Có lộn 298 mile rồi các bạn. Xe này là xe diêu ha, xe cũ ha, mới chạy chút xính chút đỉnh ha. Nhìn cái cánh nước gió của em này đó. Quá đã luôn. Oh man. Cái lưng gió bị chà bá luôn các bạn. Khổng lồ luôn. Hai cái bô nó bự. Quá trời xe. Đẹp quá. Rồi cánh nước gió luôn. Carbon không luôn. Đã ha. Quá đẹp. Cho các bạn coi ở trong xíu rồi. Cái này không biết có mở như được ta. Đây, mở được nha các bạn. Oh man, sợi carbon không. Quá đã luôn. Nhìn cái vô lượng nè.
Xe này xe đua rồi. Quá dữ. Xe đua chuyên nghiệp. Senna. Cái này toàn là xài carbon để với xe nó nhẹ các bạn. Đi đua mà xe nó nhẹ. Tiếp nó làm sạch carbon hết luôn, cho nguyên body em này sạch carbon hết luôn. Rồi đóng cửa lại. Ok, cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Bye bye.